chẳng cần thiết nhất, mà những bí tích khác từ lập gia đình cho đến làm linh mục, làm tất cả những cái khác là những bí tích được dựa trên bí tích đó. Và trong bí tích đó thì chúng ta nhận được ba cái yếu tố. Ở trong đó chúng ta có vai trò tư tế, có vai trò tư tế tức là dân của lễ, vai trò tiên tri tức là chúng ta phải đi đấu tranh cho những cái bất công, và vai trò vương giả ở trong đó chúng ta cũng phải coi sóc. Thì ở ba cái yếu tố này đó, nó nằm trong mỗi một con người. Tuy nhiên khi chúng ta đi sâu vào từng lĩnh vực một, chúng ta gọi là từng cái công việc đó, thì cái chức năng, tôi nói ví dụ bây giờ nói về linh mục đi, thì cái chức năng tư tế của giáo dân mà chúng ta gọi là chức năng tư tế cộng đồng, nó hoàn toàn khác với chức năng tư tế mục vụ, tức là các linh mục được chọn ra để làm công việc này. Nhưng mà cái đó nó thuộc về vấn đề mục vụ, một phần nó nằm trong bí tích, một phần mục vụ. Còn nói về thần học thì thưa, cái chức năng tư tế mà của một linh mục như tôi nhận được, cơ bản nó vẫn nằm ở trong ngày mà tôi nhận phép rửa tội. Vâng.